Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được cái chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông đông nam, thuộc chiếc hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 14-15m, hai bên có vỉa hè, mỗi bên 3m, và khu nhà lầu rất là đẹp. Cũng như phía trước thì mình có những cái hàng cây xanh bóng mát rất là đẹp, và với căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, một con đường thông thuận tiện để khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Với con đường ở phía trước rất là rộng, xe hơi xe tải là tránh nhau rất là rộng rãi và thoải mái, khu nhà lầu đồng bộ. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà cũng như con đường phía trước để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng về một căn nhà phố được anh chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Và căn nhà mình thì nằm sát với lại trục đường chính đường trường Huỳnh Văn Nghệ cũng như trường học Lê Quý Đôn, thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt, và mình có những cái mảng trần được ốp nhựa trang trí rất là đẹp, cũng đó là hệ thống đèn chiếu sáng. Phía ngoài thì mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 3m, hơn 3m mình để xe gắn máy, và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng 2m rưỡi để mình để xe gắn máy, và ở bên trên cũng được cái chịu nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được anh chịu nhà ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi rất là đẹp. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Với căn nhà nằm trên một con đường thông sát với lại trường học Huỳnh Văn Nghệ cũng như trường học Lê Quý Đôn, thì thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Khu vực này thì mình có thể kinh doanh quán cà phê, quán ăn cũng như rất là thuận tiện. Và đây là khu vực bên trong, khu vực cầu thang căn nhà. Thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi, lan can thì mình được làm bằng sắt và mặt đá hoa cương với tông màu màu xám trắng rất là đẹp. Và đối diện thì mình có một cái tủ rượu để mình có thể trưng bày những cái chai rượu cũng như những bức tranh trang trí cho gia đình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại khu vực nhà vệ sinh căn nhà. Căn nhà mình thì được cái chủ nhà thiết kế, mình có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài rất là rộng, và bên trong mình có đầy đủ nội thất như labo bàn cầu, vòi sen tắm, và phía ngoài mình có labo để rửa tay. Như phía sau căn nhà mình sẽ là khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình, sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được các chịu nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu cổ An Cường rất là đẹp và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp thì mình sẽ có máy hút khử mùi và có bếp điện từ cũng như quạt hút và labo rửa chén bát. Di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì được cái chủ nhà trừ ra khoảng độ hơn 1m để mình lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và nếu gia đình mình có nhu cầu phơi đồ ở phía dưới thì cũng rất là thuận tiện. Nhà vệ sinh căn nhà mình đã được cái chủ nhà di chuyển ra khu vực cầu thang rồi, cho nên khu vực phía sau mình là khoảng sân. Và anh chị cũng có đi sẵn hệ thống cấp thoát nước, cũng như nếu gia đình mình có nhu cầu muốn làm thêm nhà vệ sinh ở phía sau cũng rất là thuận tiện. Hệ thống cấp thoát đã được anh chị nhà đi sẵn cũng như là trừ sẵn rồi. Chỉ cần gắn thiết bị vào là mình có thể sử dụng ngay. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian.
phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách thứ hai căn nhà. Nếu giờ mình có xe hơi thì mình để ở phía dưới, phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng. Còn tạm thời gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt để mình để mình làm phòng khách và kinh doanh buôn bán. Đây là khu vực phòng khách thứ hai căn nhà. Thì bên ngoài mình cũng có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, và bên trong thì phòng khách mình sẽ có một bộ bàn ghế gỗ được anh chị nhà sắm sẵn, kể đến tivi, và hai bên tường mình có những bức tranh trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn chiếu sáng. Sau thì mình sẽ có một cái cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên một con đường thông thuộc đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m, và được nhiều chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 4 tầng lầu. Và căn nhà mình thì nằm sát với trường học Huỳnh Văn Nghệ và trường học Lê Quý Đôn, thuận tiện với nhà hàng mua ở và kinh doanh buôn bán. Với căn nhà nằm trên một con đường thông và được các chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất, mình thể kinh doanh buôn bán được với tất cả các loại ngành nghề. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ căn nhà. Bên trong không gian phòng ngủ căn nhà mình thì đã được các chị nhà full nội thất tặng kèm. Mình có tới 4 phòng ngủ chính thì đã được các chị nhà full nội thất 4 phòng. Cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm trên một con đường thông rộng lên đến 14-15m, nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cũng có thể đi di chuyển từ trục đường Lê Văn Thọ vào căn nhà của mình rất là thuận tiện với hai con đường, là con đường Phạm Văn Chiêu và con đường Lê Văn Thọ. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau lầu 1 căn nhà, phòng ngủ số 2 căn nhà. Thì bên trong cũng được các nhà full nội thất tặng kèm, có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà là có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà nằm trên một con đường thông rộng lên đến 10m, khu nhà lầu, khu dân cư rất là cao cấp, thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh đầu tư như mình mua cho thuê. Với căn nhà mặt tiền nằm sát trường học, mình thấy kinh doanh buôn bán được tất cả các loại ngành nghề. Và khu vực này thì mình chỉ kinh doanh buôn bán đồ ăn sáng cũng như phục vụ cho khu vực trường học thì cũng đã kiếm được một khối tiền rồi. Với căn nhà nằm trên một con đường thông có vỉa hè. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và nằm trên một con đường thông, khu nhà lầu, khu dân trí rất là cao. Và là căn nhà được thiết kế rất là đẹp, với một diện tích cực khủng, ngang 4m và chiều dài lên đến 18m, có thêm 3m vỉa hè, rất là thoáng và rất là mát, để thuận tiện quý khách hàng mua ở và kinh doanh. Với căn nhà nằm sát với lại trường học. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và bên trong không gian phòng ngủ số 4 cũng được các chị nhà sắm sẵn đầy đủ nội thất tặng kèm. Thì mình sẽ chắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m, và được các chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Hôm nay sử dụng của căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có 4 phòng ngủ chính, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông, đông nam, thuộc khách hàng thuộc mình ở Đông Tứ Trạch. Và chỉ với giá 10 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong.
và đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng thăng tên trong ngày. Đây là khu vực sân thượng căn nhà, thì ở bên trong mình sẽ có một khoảng không gian để mình làm phòng thờ, và phía trước mình sẽ có một khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, cũng được anh chị sắm sẵn cho mình, có một bộ bàn ghế mây. Bên trên thì mình có những cái lam gỗ trang trí, và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian từ bên trên xuống bên dưới để hàng tham quan về căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất đẹp và nằm sát với lại trường học. Và đây là khu vực sân thượng phía trước căn nhà. Di chuyển ra khu vực phía sau sẽ đến với lại khoảng không gian phòng giặt bên trong và bên ngoài là khoảng sân phơi, và cũng đã được anh chị nhà lợp mái che chắn rất kỹ càng, có làm cầu thang lên trên mái. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.